Xin chào mọi người, mình đã trở lại đây. Hiện nay khi mà Internet đang ngày một phát triển và con người chúng ta có lẽ đã quá phụ thuộc vào nó. Vì vậy, thời gian sử dụng Facebook, TikTok hay YouTube đang từng ngày tăng lên và không có chiều hướng dừng lại. Vậy với một smartphone khi không có mạng Wi-Fi hay 3G, thì bạn sẽ làm được gì với nó? Tất nhiên là không thể trò chuyện với bạn bè hay là tham gia mạng xã hội nữa rồi. Tuy vậy, không có nghĩa khi ấy smartphone không thể giúp bạn giải trí, mà hãy tranh thủ tải về cho mình khi còn được. Những game offline hấp dẫn sau đây là những game bạn có thể chơi mọi lúc mọi nơi không cần mạng và chắc chắn không thể bỏ qua với những người yêu mến game mobile. Và không luyên thuyên dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tựa game như thế nhé. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào nội dung chính thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một ứng dụng dọn rác điện thoại vô cùng tiện lợi. Ứng dụng này mang tên Not Cleaner sẽ vô cùng cần thiết với chú dê yêu của bạn. Đặc biệt với những người thường chơi game di động thì vấn đề nóng máy chậm lát khi chơi game, thậm chí là khi bạn đang ngắm chuẩn thì lại bắn lệch trong game vì điện thoại quá lát. Và Not Cleaner sẽ là cứu cánh cho mọi người những lúc như vậy. Ứng dụng này nổi bật với những tính năng giúp tư hiệu năng, giảm tải áp lực cho điện thoại khi chơi game và tiết kiệm dung lượng pin cho smartphone của game thủ, sẽ giúp bạn hiểu rõ tình trạng máy của mình, bảo vệ điện thoại, giảm tối đa rủi ro hư hỏng từ những phần mềm độc hại mà người chơi vô tình dính phải trong quá trình sử dụng. Đặc biệt với những người chơi game như chúng ta thì đây là ứng dụng không thể thiếu, giúp bạn giảm tải, tiết kiệm pin khi chơi game, làm cho quá trình trải nghiệm trơn tru mượt mà. Và ngay từ lần đầu sử dụng Not Cleaner, ứng dụng này giới thiệu cho bạn một giao diện dễ dàng làm quen với nhiều tính năng vô cùng hữu ích cho người dùng, mà đầu tiên phải nói là tính năng tăng tốc bộ nhớ. Vì kỳ thực đây là yếu tố vô cùng quan trọng khi chúng ta chơi game. Và việc chơi mượt mà hay không, một phần tất nhiên là do phần cứng của bạn rồi. Nhưng nếu loại bỏ tệp tin rác làm chậm điện thoại, thì việc bạn chơi game sẽ trơn tru hơn nhiều. Và Not Cleaner giúp gia tăng dung lượng bộ nhớ cho điện thoại thông qua quá trình quét rác ứng dụng tệp tải về. Bạn còn có thể xóa bộ nhớ đệm khỏi ứng dụng mà không lo lắng về việc xóa nhầm tệp. Tiếp theo, tính năng vô cùng quan trọng không thể không nhắc đến là tăng tốc chơi game và hạ nhiệt CPU. Not Cleaner sẽ phát hiện ứng dụng làm nóng điện thoại, tập trung toàn bộ hiệu năng của máy cho việc chơi game. Ngoài ra, chức năng này còn có thể điều khiển và hạ nhiệt CPU, giúp bạn chơi game lâu dài mà không lo âu. Mà khác, người dùng còn được quản lý tình trạng pin khi sử dụng, phát hiện và tắt kịp thời giúp tiết kiệm pin, làm cho bạn sử dụng lâu hơn mà không lo lãng phí pin. Vì thế, với những tính năng tiện lợi trên Not Cleaner, chắc chắn là một ứng dụng không thể thiếu với những game thủ thường xuyên chơi game như chúng ta. Hơn nữa, Not Cleaner hoàn toàn miễn phí và dễ dàng tải về. Thông qua những thao tác đơn giản là bạn đã có thể tải ứng dụng này nhằm bảo vệ điện thoại của mình và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, cũng như dễ dàng tận hưởng những tựa game mình muốn một cách dễ dàng trên smartphone của bạn. Và sau khi đã có một điện thoại mạnh mẽ nhờ Not Cleaner, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game offline đầu tiên trong video nhé. World Demon đến từ nhà làm game đứng sau thành công của Nier Automata và dòng game Bayonetta lừng lẫy trên PC, nên chất lượng của tựa game này thì bạn không cần phải lo lắng. Là tựa game mobile hành động tái hiện chân thực thế giới của những ác linh, đi cùng nét đồ họa siêu thật với phong cách thủy mạc cổ điển. Gameplay của nó sẽ tập trung vào những màn hành động điên cuồng với khá nhiều kiểu phối hợp kỹ năng, đã tạo ra những màn combo không thua gì trong phim. Bên cạnh đó, game còn đồng thời mang đến vô số lựa chọn thông qua hệ thống nhân vật cầu kỳ của mình, vốn là những yêu quái nổi tiếng trong thần thoại Nhật Bản. Không những vậy, chiều sâu của game còn đến từ cốt truyện sẵn có, là sự hòa quyện độc đáo giữa bối cảnh Nhật Bản cổ xưa với những samurai sở hữu sức mạnh yokai như dòng game Nier, và nhìn chung vượt ngoài mong đợi của game thủ khi mang chất lượng của console đến với người chơi di động. Fantasian. Nếu như cha đẻ của Nier Automata có một game mobile chất lượng như vậy, thì người đứng sau thành công của Final Fantasy vừa cho ra mắt một tựa game mobile theo kiểu nhập vai. Và điểm làm cho bạn và mình phải ấn tượng về nó là bối cảnh tuyệt đẹp được xây dựng bằng việc sử dụng hơn 150 diorama thủ công. Điều này mang lại cho giao diện của game cái nhìn độc đáo và đẹp không tưởng khi dàn nhân vật 3D xuất hiện phía trên. Cơ chế gameplay trong game khá thú vị, mang nhiều điểm tương đồng với Final Fantasy, cho phép người chơi đưa những kẻ thù từng chạm trán
và một chiều không gian riêng để tiếp tục khám phá bản đồ mà không bị gián đoạn. Vì thế game mang đến trải nghiệm vừa lạ nhưng cũng vừa quen, khi giữ nguyên vẹn cái hồn của lối chơi truyền thống, đặc biệt là phong cách chiến đấu của nó, với giao diện màn chơi triệu hồi hộ thần combo liên hoàn. Phải nói là vô cùng đẹp mắt và ấn tượng với nhiều nội dung hấp dẫn. Mel Biscuit Mobile. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một game phiêu lưu giải đố 3D mới với 6 thế giới khác nhau cho người chơi khám phá và nhiều cạm bẫy có đố hóc búa trên đường đi, đi kèm vô vàn phần chơi đa dạng cho bạn giải trí. Theo đó, trong game bạn sẽ vào vai một nhóm sinh vật dễ thương. Tuy nhiên, một ngày khi mà tai họa ập đến, bạn phải giúp những sinh vật này trở về với nhà của mình thông qua việc hóa giải những thử thách trên đường đi. Và cũng đừng quên thu lượm 6 viên đá quý lấp lánh như là tấm huân chương công nhận nỗ lực của game thủ. Đặc biệt, hệ thống màn chơi trong game thiết kế vô cùng thông minh, đòi hỏi bạn phải tính toán điều khiển nhân vật di chuyển hợp lý. Ngoài ra, còn phải thông minh khi tận dụng địa hình, điều khiển nhân vật khôn khéo leo lên những đòn bẩy hay tận dụng những cây cầu. Và quả thật là một trải nghiệm vô cùng thú vị, vui nhộn. Mặc dù không hề đâm chém bắn giết, nhưng game vẫn có thể lôi cuốn người chơi ngồi hàng giờ với nó. Wonder Boss. Vậy nếu vừa muốn những game chặt chém đã tay, vừa hứng thú với một không gian mở thú vị, vậy thì mình sẽ chiều lòng mọi người khi mang đến một game phiêu lưu mạo hiểm hấp dẫn, đặc biệt là đồ họa đơn giản với kiểu chơi vượt ngục gây nghiện. Game thậm chí còn đem đến cảm giác quen thuộc với những game thủ đã từng kinh qua những game nhập vai như Diablo hay Minecraft. Và điểm nhấn thực sự của game nằm ở phong cách bài trí nhân vật và bản đồ. Qua đó bạn nhận ra thế giới tại đây gói gọn trong những hộp vuông. Tuy nhiên, càng đi sâu thám hiểm, lại càng nhận ra không gian của nó vô tận đến nhường nào. Về phần lối chơi của game, là sự tổng hợp tinh túy của game nhập vai phiêu lưu giải đố, hay thậm chí là game xây dựng, với những màn đi cảnh chặt chém hầm ngục quen thuộc, hay là đổi gió với chế độ khám phá đòi hỏi nhiều IQ hơn. Còn nếu chán với những thứ như vậy, thì chế độ multiplayer sẽ là làn gió mới, làm trải nghiệm của bạn không đi vào lối mòn. Welcome to Wonderbox, the Adventure Maker. In this ever-expanding game, you play endless adventures. Embark on an amazing journey full of daring challenges. From gorgeous castles to fiery pits, wherever you go, you'll need to use your tools to overcome. Henry Sad Evolution là tựa game đề tài cá mập nổi tiếng của Ubisoft, và Henry Sad Evolution là tựa game offline thú vị mà thông qua đó, game thủ sẽ nhập vai một chú cá mập khổng lồ, đánh chén toàn bộ những sinh vật của đại dương và đương nhiên là cả con người và đồ đạc của họ. Vì thế, ngay từ bước tiếp cận đầu tiên, game mang đến cho game thủ cái nhìn thân thiện và quen thuộc giống như tựa game cá lớn nuốt cá bé ngày xưa. Tuy nhiên, càng phát triển thì chú cá mập lại được phiêu lưu tới những vùng biển khác nhau, thậm chí phải đối đầu với những loài thủy quái to lớn không kém nhằm tranh giành địa bàn để đi săn. Đặc biệt, nếu như con mồi giữa biển gần cạn kiệt thì những thứ nổi trên mặt biển sẽ là mục tiêu tiếp theo và liên tục tấn công để thỏa mãn bao tử. Cuối cùng, vì là game offline nên game không đặt nặng vấn đề cày cuốc cũng như cấp độ, bạn cứ từ từ trải nghiệm mà thôi và dần mở khóa cho mình những con cá mập và màn chơi mới. Cut the Rope Remaster. Ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 2010 và trải qua hơn 11 năm góp mặt trên nền tảng di động, thì đây được đánh giá là một trong những siêu phẩm của dòng game casual, với tính toán nhanh tay nhanh trí là chìa khóa tạo sự thành công cho thương hiệu này. Và mới đây, phiên bản làm lại của tựa game này vừa được công bố, đi kèm nâng cấp chất lượng đồ họa đẹp mắt hơn, thêm vào đó là những màn chơi sáng tạo vô cùng gây nghiện nhưng vẫn giữ lại tinh hoa vốn có của dòng game này. Và mặc dù gameplay đơn giản là vậy, là việc cắt dây thả kẹo vào miệng quái vật màu xanh, nhưng nó không hề đơn giản như là mình nói. Bạn phải dự đoán hành động của quái vật và chuyển động của kẹo nhằm cắt dây cho đúng lúc.
thật sự là một trong những game mobile giải đố, phải nói là hấp dẫn nhất từng có trên nền tảng di động, khi vừa mang cho mình lối chơi hack não, cùng với đó là nền tảng đồ họa đáng yêu đã được nâng cấp. Zombie Hill Racing là một trong những tượng đài game đua xe bắn zombie trên di động, nơi bạn sẽ điều khiển chiếc xe ô tô với bề ngoài hầm hố, sẽ di chuyển theo dạng game đi cảnh từ trái sang phải, theo kiểu vượt chướng ngại vật từ hàng trăm đàn zombie khác nhau, cho đến những dạng địa hình phức tạp, cây cối tảng đá vực sâu, và được bố trí dọc hành trình để game thủ đâm hút, và những pha lên dốc xuống dốc bay trong không trung, hay va chạm với vật thể được khắc họa vô cùng sinh động. Mặt khác, số lượng zombie cũng đa dạng không kém, với kích cỡ, tốc độ di chuyển và sự máu me là vô cùng kinh dị. Hơn nữa, xe ô tô của bạn còn được trang bị rất nhiều phụ kiện khác nhau, bao gồm súng máy, súng lửa, lựu đạn tầm xa, và hoàn toàn có thể nâng cấp hay là thay đổi theo ý mình. Bạn có thể trang bị bộ giáp thật ngầu, với bánh xe nhọn hoắt và lưỡi leo phía đầu xe, làm cho đây đích thị là một game hành động hấp dẫn. Cozy Grove. Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra mình đang ở một nơi bí ẩn với nhiều hiện tượng siêu nhiên? Với người khác có lẽ là sợ hãi kinh dị, còn với tựa game này có lẽ vừa là cơ hội vừa là niềm vui để khám phá những điều chúng ta chưa hề biết. Vì thế, game khoác lên mình nền đồ họa đơn giản và dành những gì tinh túy cho lối chơi và lối dẫn chuyển hấp dẫn. Game thủ sẽ nhập vai một cô bé hướng đạo sinh, và thay vì sợ hãi trước những oan hồn, thì game thủ sẽ bắt đầu làm quen và hòa nhập với cuộc sống kỳ lạ ở thị trấn ma này. Lối chơi trong game có phần tương tự The Sims, khi bạn phải thu lượm tài nguyên xây dựng khu trại sinh tồn. Và thay vì kinh hoàng khi lạc vào nơi ma ám, thì game lại khiến cho bạn bật cười với sự dễ thương của dàn nhân vật. Thậm chí những con ma không hề hù dọa cô bé dễ thương, mà còn mách nước sinh tồn cho người chơi, hay bày trò vui với cô bé trong game hàng đêm. Như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả và công việc của bạn chỉ là nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên bạn hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Sau cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.